Rồi, kính chào các anh quý bác nha. Hôm nay hàng lại về tiếp. Hôm nay là em sẽ lên tổng cộng là 34 món đồ nha. Thì em sẽ quay sơ lược cho mọi người cùng xem nè. Đó, đồ rất đẹp luôn nha. Bonsai có những cái eto rất độc lạ luôn. Đây là thùng đồ nghề cuối cùng. Thì cái clip trước vừa rồi em quay tại nó thấy đồ nghề là nó bị đứng, nó văng ra, cho nên là em không có bán được bonsai. Nó bonsai nó về lại nè. Rồi, mã số 1 đầu tiên nha, là em lên một cái dích chỉnh lực. Giá là 300.000 cho mã số 1 nha. Cái này bên Nhật có số mã số đầy đủ nè, thì mấy chú mình không thích mình tháo ra nha. Nó có một ống nha, mình xây ra. Mình đi lộn chùm lại thôi. Đây là một cái dích chỉnh lực của nhà Canon nha. Canon. Nha, nhìn rất đẹp nha. Test ok thôi nha, không có lỗi lầm gì hết. Nó ok hết nha, chỉ đập vô nó cảm hứng xíu nữa. Đó. Ok hết. Sử dụng mũi số lý 3, tháo rời được nha. Tháo rời được luôn. Rồi, đi kèm cho mọi chú về xài luôn. Đó. Thì cây này em không có tính cái mũi nha. Là chiều dài của nó là nó được 16 cm. 16 cm, cây này giá là 300.000 nha. Cái mã số 1 đầu tiên, một cái dích chính lực của nhà Canon. Rồi mã số 2 là em lên một cái dích đóng nha. Một cái dích đóng giá 400.000. Thì cái cây này á, đến nhà của Vsell đầu đóng còn rất là đẹp luôn nha. Cái bụi xòe rất là đẹp luôn. Đi kèm cho anh chú là hai cái mũi này. Đó, hoạt động ok nha. Nè, sẽ có nút đỏ chiều chỉ cho mình cách, rồi nó có một cái khứa đây phải RL đó, kéo qua. Thấy không? Không có bị kẹt gì nha. Rồi, một cái dích đóng của nhà vật sale. Cái này 18 ly nha. Thông dụng nè. Giá là 400.000 cho cái dích đóng này mã số 2. Mã số 3 là em lên một cái thước kẹp. Trời ơi, cái này rất đẹp luôn. Đó, giá nó là 380.000, cái này size 15 cm nha. 15 cm. Cái này rất đẹp luôn, mũi miệng đó. Cái này rất là mới luôn nha. Mũi rất đẹp, không hở gì hết. Ở dưới cũng vậy. Nó bị dính cái gì nè. Chù chắc ra thôi. Đó. Mở ốc ra nè ha. Nhẹ nhàng nha, không có bị cứng nha. Đặt sâu đó nè. Đẹp cực kỳ luôn nha. Của nhà Mitutoyo nha, Nhật. Cái này rất là mới luôn nha. Đó, mấy chú mình nhìn hình mình đánh giá cái phần trăm cái này. Đó, xài nhiều rồi, đầu nó xấu quá. Cái này rất là đẹp luôn, mặt sâu quá, bị dính cái gì. Nhưng mà bãi nó về nó gặp cái gì dính hay không. Đó, chùi nó sẽ ra thôi. Dính nó còn mã số gì nữa ha. Rồi cái này là cây size 15 cm nha. Của Nhật, cây này giá là 380.000 cho mã số 3. Để em lên cái máy lên xíu nha. Rồi tiếp theo nữa là em là số 4 là em lên một cây túc dây nha. Giá 200.000, cái này là đến từ thương hiệu Densan của Đức nha. Đó, cái này dạng tuốt cửa ly lớn. Nó có thể tuốt từ điểm đo nha. Nè, nó tuốt từ dây hở cái này nè, và to hơn. Thì nói chung là nó tuốt từ dây 3,5 cm. Và tuốt lên. Nè, em đẩy lên nha. Đó. Nó tuốt tới 7 cm lận. Đó, khi cho mình đặt cho mình tuốt á thì nó sẽ cứa cái lưỡi dao nè. Đó, mình tuốt, mình xoay vòng tròn thì cái lưỡi dao nó sẽ đứng lên. Đó, nó đứng lên như này. Đó là mình nó cắt. Rồi khi nào mình tuốt ngang là cái lưỡi dao nó sẽ tự lật lại luôn. Mình thấy không? Mình thấy không? Đó. Lưỡi dao nó sẽ tự lật lại. Ở trong này nó còn một cái lưỡi dự phòng nữa nha, nó nằm bên hông này nè. Đó, em tháo về em vệ sinh em còn thấy không ạ? Nó có hai lưỡi được cả luôn nha. Thì cái cây này là của nhà Đức nha. Cái này giá nó là 200.000 cho mã số 4 nha. 200.000 một cây thuốc dây, lưỡi dao rất là mới, rất là bén luôn. Đó, nó sống không? Đó, khi nào mình tuốt là nó sẽ xoay cái này nè. Đó, là mình tuốt ngang hoặc là tuốt quay vòng tròn nha. Và cái này dán là 200.000, mã số 11. À, là mã số 4 của mình. Mã số 5 là em lên một cái mỏ hôm cưa, giá 180.000. Cái này rất là đẹp luôn nha. Số mắt. Đó, mỏ. À, thông số chỉnh đây vẫn còn đầy đủ nha. Đó. Đặt cái lưỡi cưa vô đây, lưỡi cưa cây á,
cầm tay mình đặt trên đây, mình bóp qua cho nó đẩy lưỡi qua ha. Chống rít mạch. Cái này đến từ Sumac của Nhật nha. Sumac của Nhật. Thân bằng nhôm nha. Giá là 180.000 cho mã số 5 nha. Mã số 6 là em lên 3 cái mũi khoan tầng xịn nha. Giá là 800.000 cho 3 mũi. Hàng bãi luôn. Đại quê không? Đó. Thì đầu tiên là 3 mũi, nó gồm có 2 mũi to và 1 mũi nhỏ. Một mũi là để chuyên doa. Doa ra nha. Đó. Rồi, đến đâu cái cây nhỏ trước nha. Rồi, cái cây này là mũi là nó sử dụng mũi 6 ly 3. Chân 6 ly. 6 ly 6 ly 3 vậy đó. Nha. Là một mũi doa. Đó, đặt vô là cái mình khoan cái lỗ xong mình doa nó nha. Thì cái bản nhạc lớn nhất của nó là để đo cái 2 ly, 22 cm nha. Bản lớn nhất là 2 cm. Rồi. Tiếp theo là mũi, một cái mũi tầng. Nó có những tầng. Ở trên này kiểu là nó bay hết số thì mình cũng không biết cái số bao nhiêu. Mình sẽ đo nha. Nhỏ nhất là đó, tăng dần lên. À, cứ mỗi lần tăng dần lên là khoảng 2 ly nha. Rồi, to nhất của nó là 33. Ha, 33 là to nhất. Sử dụng chân chân 1 cm nha. Rồi, tiếp theo nữa là à quên là em quay kỹ cái mũi nè. Rãnh chân cũng rất đẹp nha, không bị bể mà giặt gì nha. Rất là đẹp luôn, một cái mũi con tầng thép đen. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là em lên một cái mũi tiếp theo. Đó, cũng là sử dụng chung 1 cm luôn. Phân luôn. Mà cái cây này nó tới 4 khí đó. 4 khí luôn, 4 đầu, 4 cái miệng da luôn nha. 4 khí á. À, rất đẹp nha. Bộ này em bán nguyên bộ luôn, không bán lẻ nữa. Về có nhìn bán hết bao nhiêu luôn. Nhỏ nhất là 6 nha. 7 nhé, nhỏ nhất là 7. Và lớn nhất là 36. 35. 35 nha. Rất là đẹp, cạnh quá là nhìn sắc sảo nha. Không bị dập. Chúng mình làm nghề mình mua cái này về để mình xài đã luôn, họ phải đi mua nhiều ha. Rồi, ba mũi này giá 800.000 nha. Một chút sau. Rồi, mã số 7 là em lên một cái chia hơi, giá là 300.000 luôn nha. Cái này nó đến từ thương hiệu của Nhật. Ở trên này nó còn đóng chữ nữa. Chia băng. Nói chung là sử dụng ok, không có lỗi lầm gì nha. Ha. Rồi, nó đi luôn là một cái đuôi như thế này nè. Cái đuôi này có thể tháo rời được nha. Thì cái này á, cái đuôi này nó còn đóng chữ gì của Nhật nè. Tokyo. Đó, còn rất đẹp luôn, nó còn cái đuôi gắn vô cái ống hơi nè, thấy không? Khi nào mình muốn xài á, mình thường xoay cái lỗ này nè, nó về cái vị trí viên bi này, kéo xuống nó rút ra, thấy không? Đó, rút ra. Rồi khi nào mình xài á, mình chỉ cần cái này gắn vô chết đi ha. Đó, rồi mình đẩy vô. Rồi mình xoay nhẹ qua đây thì không bao giờ mà đẩy xuống được nữa. Nó cứng ngắc luôn. Thì khi mình xoay nó về cái viên bi nè, mình mới rút ra được nha. Rồi một cái chia hơi, một chia làm hai nha. Của Nhật. Đó, bi nhảy lò xo ok hết ha. Rồi, cái này khi nào mình muốn thay thế từ cái đầu này qua đầu này vẫn được nha. Hoặc là mình kiếm một cái khác mình gắn vào đây mình chia làm ba vẫn được nha. Đó, nó có lỗ mở. Rồi, cái này giá nó là 300.000 cho mã số 7 nha. Mã số 7 300.000. Số 8 là em lên một cái cưa gấp hẹp. Giá là 200.000, cái này đến từ thương hiệu là Sumac. Sumac nha, của Nhật. Mắt in da bằng ha. Thương hiệu của Nhật. Thì cái cây này nó có thể sử dụng những cái góc hẹp mình ấn nước hoặc là sắt hoặc là những cái vật gì đó ở trong cái góc tường mình không thể nào mà đưa cái cưa lớn này vô được thì mình nó sẽ sử dụng đưa vô được cưa. Thì cái cây này nó sử dụng là lưỡi á, là em bỏ cho nó chú là một cái lưỡi mới và tặng kèm thêm một cái lưỡi của hết sắt của Nhật luôn nè không. Đó là dòng lưỡi hai mặt. Ở dưới đây nó sẽ là răng lớn và trên này nó sẽ răng nhỏ và trên này răng lớn nha. Đó, ha. Cái lưỡi cưa này chuyên dành cho những cái dòng cưa này. Hoặc là mình bỏ những cái lưỡi cưa sắt vô mình xài cũng được nha. Nó không có liên quan gì hết. Đó. Cưa xong mình thúc ra thúc vô. Gãy đô mình có thể tận dụng cái lưỡi cưa đó mình bỏ vô mình xài được nha. Rồi, một cái bộ như thế này, giá nó là 200.000 nha, cái mã số 8.
số 9 là em sẽ lên một cái cây sắt. Cây này 600.000, cây này đến từ của Thụy Điển nha, Sandvik Sweden nha. Thụy Điển. Đó. Nó sử dụng lưỡi nha, lưỡi của Sandvik luôn nè. Lưỡi theo cây. Đó, cái cây này muốn tăng đưa là mình mở con ốc này ra. Đó, rồi mình lấy lưỡi lên nha. Đó, sau rồi mình xiết lại. Xiết lại nha, không có lỗi lầm gì hết, rất đẹp luôn. Loại hình mọi người thấy không? Ngoại hình rất là đẹp luôn nha. Có nhiều cây nó về nó bị sét này nhiều lắm, cây này còn rất đẹp, cây này không bị sét nha. Cái cây này á là nó sẽ có bỏ những cái lưỡi dự phòng ở đây, mình chỉ cần mở con ốc này ra nè, mở lỏng ra nha. Đó, rút ra. Đó. Nó đi luôn một bộ của nó vậy mà là gồm có hai cái lưỡi thép đen và hai cái lưỡi Sandvik, hai cái lưỡi thiển luôn nha. Đó, hai cái lưỡi thiển luôn. Đó. Là hai lưỡi nó chưa xài luôn rồi. Đó, nó đi kèm của nó trong này luôn. Đó, mình bỏ vô đây. Đó, rồi mình khóa nhẹ nó vào lại. Là nó sẽ đẩy con ốc của nó giữ lại lưỡi cưa mà nó không bị rớt ra ha. Mình sử dụng ha. Rồi, nó sẽ chưa cưa từ góc đứng và góc 45 độ móc qua đây và đầu bên này thì nó sẽ nghiêng cái lưỡi cưa với này nè ha. Rất là tiện dụng luôn, cái cưa này rất đẹp nha. Giá nó là 600.000 cho mã số 9. Mã số 10 là em lên một heo. Một cái kè gốc. Giá 200.000, cây này đến từ thương hiệu Sanwa, Sinwa. Chi miếng cục nè. Nó sẽ chia cho mình góc 45 độ và góc 90 độ nha. Đó, mình làm bên cơ khí hoặc là bên kiến nhôm mình mua gì mình xài ok hết. Này bị dính dính chùi rồi. Rồi. Đó, ngoại hình rất đẹp nha, không có bị nứt cong hay là chỗ nào nha. Còn rất đẹp, số rõ ràng nó đóng ở bên này là một con phượng và một con rồng nha. Rồi. Cái này giá nó là 200.000 nha, cái mã số 10 200.000. Rồi, mã số 11 là em sẽ lên một cái kèm giá 150.000, cái kèm rất là lạ luôn, cây này đến từ thương hiệu Fuya, giá 150.000. Fuya, cán đẹp cực kỳ luôn nha. Đó. Thì phần răng đây nè. Đó, thấy không, người thấy không? Răng không có dập gì hết đó. Đó, mình có thể đưa vô góc hẹp mình kẹp nha, cái mũi nó làm rất là nhỏ luôn, như con kiến nha, con chim bọ kiến nha ha. Đó. Đó, cây này không có bị cóc nha, không có bị cứng nha, không bị rơ luôn. Chiều dài của cây này là nó dài được khoảng 17 cm nha, 17 cm. Giá nó là 150.000 cho mã số 11 nha, cái kèm phụ gia độc lạ này. Rồi, mã số 12 là em lên một cây Mary, giá 250.000. Cây này ngoại hình rất là hoàn hảo luôn, rất là mới luôn nha. Mọi người thấy không? Cán đồ đẹp cực kỳ luôn Mary. Đó, nước da nó bóng cực kỳ luôn, bãi nó về ha, không mẻ, không dâm gì, không hở gì luôn nha. Không có ánh sáng gì luôn nha. Phần răng rất là đẹp luôn nha. Rồi, cái này chiều dài của nó dài được khoảng 21.5 cm. Giá nó là 250.000 nha. Trong cái kèm Mary này không có rơ nha, dòng kèm mà bao rơ luôn. Rồi, giá 250.000. Cái thân kèm, cái kèm Mary rất đẹp, cán nó còn bóng cái này đúng không? Cái này xài ít cực kỳ luôn, đẹp cực kỳ luôn, giá 250.000, mã số 12. 13 là em lên một cái kèm Mỹ, kèm nguội nha, giá 300.000. Cái này đến từ thương hiệu là Bokeh. Rồi, mắt USA nè. Đó, một cái kèm nguội chưa xài luôn, nước gam đen nó còn bóng lưỡng luôn nha. Nhằm cắt khích nha. Đó. Những dòng kèm Mỹ đa số là nó làm cái họng này vuông nè, thấy không? Đó. Và thứ hai nữa là cái răng của nó, một răng xéo hay là răng ngang nhuyễn nha. Cây này rất đẹp luôn, chưa xài luôn nha. Bãi nó về nó vậy, cái thân của nó mọi người thấy không? Nó còn nước gam đen thấy không? Nè. Chiều dài của cây này nó dài được khoảng 21 cm nha, 21 cm. Cây này giá nó là 350.000, mã số 13. 350.000 13. 14 là em lên một cái kèm cắt xéo nha. Cây này đến từ thương hiệu của nhà Victor, giá là 250.000. Victor nó bị dính cái gì nè ha? Keo. Victor. Đó. Nha. Miệng ngàm rất đẹp, không hở nha. Đó, mình làm bonsai mình có thể mua gì mình xài được luôn, mình cắt nhôm cắt kẽm khỏi chê luôn. Victor thì trên này nó sẽ ghi cho mình là cách được điện là 1000 V nha. 10000 V. Victor. Đó, dít nội điện đầy đủ nha. Thì nói chung là nó có sử dụng nguồn điện cắt điện, cắt được điện 10000 V luôn ha. Rồi, cái này chiều dài của nó là dài được 18 cm nha, 18 cm. Đó. Nhàm cắt đẹp, không có bị hở gì luôn không? Bén cực kỳ luôn.
Rồi, cái này giá nó là 250 ngàn cho mã số 14 nha. 15 là em lên một cái kèm Mỹ. Giá là 480 ngàn nha. Mã số 15, 480 ngàn một cây đến từ thương hiệu SK1 của Nhật, của Mỹ nha. RoboGrip rồi. Ở trên này nó xin thân quá nè. Đó. Made in USA nha. Đóng chữ đây và ở trên thân nó sẽ đóng thêm cái chữ Made in USA. Thấy chưa? Đó. Size là size 24cm nha. Đo từ đây nè, tới đây là 24cm. Phần răng rất đẹp luôn. Nó làm bằng nhiều miếng thép ghép lại với nhau. Đó. Nó thay thế cho một cái kèm trọng lực nha. Kẹp rất là mạnh, cái thế kẹp rất là chắc chắn luôn. Cái cây này của Mỹ nha, cán đẹp, da nó đẹp cực kỳ luôn, không bị rách chỗ nào luôn, nó đổi nó màu cam. Nhìn rất là đổi mất nổi bật nha. Đó, đến từ SK1 của Mỹ nha. Sản xuất tại Mỹ luôn. Rồi cái này giá nó là 480 ngàn nha, cho mã số 15. 16 là em lên một cái kèm hai nấc của nhà KTC giá 250 ngàn. Thép đen. Đó, KTC. Một hình cán đây. Đó. Thì cái này á, phần răng của nó là sử dụng là răng lớn. Cái răng của nó rất là lớn luôn. Đó, nhưng mà cái đồ kẹp rất là chắc nha. Đó. Đó. Thì cái độ rơ nó sẽ có, tại vì nó tăng chỉnh được hai nấc. Nếu mà nó cứng làm sao mình tăng chỉnh được cái nấc này. Đó, nó tăng chỉnh được hai nấc ha. Mình có thể kẹp được cái diện rộng nha. Đó. Đó, rồi mình mở ra, mở vô. Thấy không? Đó. Xét vô. Rồi, cái này chiều dài của nó là nó dài được 25cm nha. Cái này giá nó là 250 ngàn cho mã số 16, dòng KTC. Rồi, mã 26 giá 250. 250 nha, mã 16. 17 là em sẽ lên một cái cây mổ lết, một cái kìm nước của nhà Super Argo Ego của nhà Tây Ban Nha, Span Tây Ban Nha nha. 650 ngàn, cây này là xem số mã 17 nha, của Tây Ban Nha. Rồi, cây này là size 18 inch, tương đương 4.5 nha. Đó, 18 inch. Đó, phần răng của nó rất đẹp luôn. Đó, dòng của châu Âu, thân bằng nhôm nha. Span này không, ở trên này nó sẽ đóng này. Span Tây Ban Nha, ở đây cũng vậy, rất đẹp nha. Đó, trơn tru không có lỗi lầm gì hết á. Rồi cái này dài tương đương 4.5 nha. Đó, để em mở cho mọi người cùng xem nè, cái miệng nó mở được cái miệng không, rất là nhẹ nhàng, cũng không bị cứng gì hết á. Mở ra tối thiểu của nó là được khoảng 9cm nha, 9cm. Đây, cái này giá nó là 650 ngàn cho mã số 17 nha. 18 là em lên một cây kìm bấm, một cây kìm chết giá 450 ngàn, cây này đến từ thương hiệu Aigo, cây này của Nhật nha. Ngoại hình nó bại, nó về nó hơi xấu, nên mà cái cây này nhìn dấu răng giống như xài nước nó bỏ vậy. Đó, ghẻ mà gặp nước mưa nằm bãi lâu nó xuống màu rồi. Hoạt động ok của nó ok, cây này là dòng size 10 inch nha, 10 inch nè. Tương đương là chiều dài của nó là dài khoảng 23.5cm nha. Rồi, bên này của nó nè, da bên này của nó tạm được nha. Đây, em cho mọi người coi cái răng của nó, chưa có một cái dấu cứng gì hết luôn nha. Không có một cái dấu cứng, nó mẻ gì hết luôn. Tại vì cái cây bên này bên Nhật nó xài nước nè. Nó chỉ có xấu là xấu cái nước da, cái màu thôi. Thì bên chú nào mình ở nhà mình làm nghề có máy xi á, mình xi lại còn không thì để xài cũng được, chẳng sao hết á. Đó, bấm vô cặp ha. Nó miệng nó hở thế này nha, nó không sát nha, tại vì đây là cái răng cắt kẽm của nó sẽ dính sát với nhau, còn miệng nó sẽ hở như thế này. Răng rất là đẹp luôn, thấy không? Không chê luôn. Nói chung là mấy anh chú nào mình làm nghề mà mình không chê độ xấu của nó thì mình mua gì mình xài hợp lý nha, tại nó rất là mới luôn. Răng của nó rất là bén luôn. Rồi giá là 450 ngàn nha, size 10 inch tương đương 2.33. 18. 19 là em lên một cái cây kìm hàng của nhà Lotter con tôm. Cây này kìm hàng chiên hàng nha. Đó. Chiều dài của nó là nó dài được 17cm nha. Đó, mình có thể mở lỏng hết ra ra. Mình mở, em sẽ mở hết ra ra, mình coi cái độ kẹp của nó được bao nhiêu nha. Đó. Rồi, em sẽ đo nha. Cái độ kẹp tối thiểu của nó là khoảng 4.5cm nha.
4 cm, 4,5 cm. Mình có thể kẹp được hàng hoặc là kẹp gỗ nha. Kẹp gỗ mình kẹp mình những cái miếng ova ocan rồi á. Mình có thể mình kẹp vô. Thấy không? Trước tiên dụng luôn. Ủa kẹp 4,5 cm. Giá là 250 ngàn cho mã số 19 nha. 20 là em lên một cái cần tự động 3/8, cái này 300 ngàn, cái này của Đức nha. Thì mấy chú nào mình làm xe máy đồ mua gì mình xài ok. Kẹp bài này ha. Đức. Nha, đảo chiều bạn. Răng rất là đã, nghe rất là đã tai luôn nha. Đó, 3/8. Cái này của Đức nha. Rồi cái này 3/8 giá nó là 300 ngàn nha. 300 ngàn cho bạn số 20. Đó, mấy chú nào mình làm nghề mua mấy cái này gì mình xài sướng cực kỳ luôn. Nó của Đức, xài biết khi nào nó hư. Rồi, giá nó là 300 ngàn mã số 20. 21 là em lên một cái cần 4 số đầu lắc léo. 4 số đầu lắc léo nha. Cái này nó giá là 300 ngàn. Cái này đến từ thương hiệu Sunki. Sunki là đầu 10, 12 và 13, 14 nha. Đây là những thú sử dụng. Thì đó, nghe tiếng không? Đảo chiều lại. Và đầu nó có thể lắc léo được luôn. Đó, nó lắc qua lại nha. Nó xe qua xe lại. Mình có đưa cho những cái góc 45 độ mình có thể mở được. Hoặc là hay là cái góc 90 độ. Hay là góc chết nào đó. Mình có thể đưa vô mình mở nha. Cứ đưa vô mình lắc thôi. Đó, đảo chiều lại. Thấy không? Bên này nó cũng vậy luôn, nó có như một cái mắt trâu vậy đó. Đó, đưa các nơi có thể mình sẽ sử dụng được nha. Đó, đưa góc này hay góc này hoặc là góc nghiêng qua đây qua lại nha. Đó, mình sử dụng. Rồi cái này giá là 300 ngàn cho mã số 21 nha. 300 ngàn cho mã số 21. 22 là em lên một cái cảo ba chân 750 ngàn, cái này của Nhật nha. Giá băng nè. Rồi, cái này là một cái cảo ba chân. Cái chân trấu nó rất đẹp luôn, nó không có bị oan, bị dập gì hết nha. Đó, và cái cốt của nó đây nè. Rồi em sẽ đo cho mọi người nha. Khi cái cảo này nó có lò xo nó sẽ tự bật lên ha. Đó, bật lên. Khi quá trình mình xài á, thả ra nó sẽ tự bung ra luôn. Nó bung này nè. Đó. Rồi mình ôm như cái trong mặt đạn mình nha. Thì em sẽ đo cái trong mặt đạn lớn nhất của mình á là từ cái thân này qua cái tâm là 11 cm nha. Từ thân qua 11 cm, bên này qua là 11 cm luôn. Tính ra chu vi là được khoảng 20 là ok nha. Và cái thân cốt của nó là nó dài được khoảng 25 cm. Thân cốt là 25 cm nha. Đó. Đây là cái chén tăng đưa, cái chén để mình giữ lại á. Đó, mình giữ lại, mình túm lại cho cái chén nó nhỏ lại nha. Đó, nhỏ lại nha. Đó là tăng chỉnh chẳng mình cảm thấy mặt bạn nhỏ hơn á, mình xoay nó vô, xoay sát nó vô cho nó rút vô đây, ôm sát vô đây nè. Thì nó sẽ túm chân lại nha. Rồi cái này giá là 750 ngàn cho mã số 22 nha. 23 là em lên một cái búi bi. Cái này đến từ thương hiệu KTC. Đó, đầu đóng tương đối ok, đầu bi ok hết nha. Cán nó đẹp cực kỳ luôn, cái cán mà nó còn nước da cỡ này nè. Đa số những dòng búa Nhật về nhiều cây nó nát cái cán nhiều nhất, đa số nát trước cái đầu luôn đó. Mà cái cây này cái cán nó còn bóng lưỡng luôn, nó đẹp cực kỳ luôn không. Ở trên này nó còn đóng chữ da băng nữa không. Đó. Cái này trọng lượng nó nặng được 700 gram nha, 7 lạng. Nước da cán rất đẹp, thân của nó nước xi dành rất đẹp luôn nha. Đó. Của nhà KTC, một cái búa bi, búa hãng nha, búa của thương hiệu lớn. Cây này cái đầu bản búa của nó là bản 3 cm, chiều dài đầu búa là 10 cm, 10 cm, và tổng dài là được 230, tổng dài là 30 nha. Rồi cây này giá nó là 300 ngàn, nặng 7 lạng nha, 700 gram, 7 lạng. Rồi tiếp theo nữa là em lên một cái búa đẹp hơn, giá là 300 ngàn, là một cái búa nhổ đinh của nhà Đốc Du. Nước da cán của nó mọi người thấy không, nó còn cỡ này, nó còn nhám cỡ này luôn ha. Trời ơi, cái cây này nó như mới luôn. Bên Nhật nó xài vài lần nó bỏ. Đó, nhà nhổ đinh của nó đây. Đầu đóng của nó đây. Đó, tem mạc nè, tem này bằng giấy nè, bên này nó dán bằng tem bằng keo. Còn tem giấy nè, nó còn đầy đủ thông số hết nha. Đó, cán của nó đẹp cực kỳ luôn. Màu thấy không? Đó. Nó còn cái nước nhám của nó cầm vô nó không bị chuông tay luôn nha. À, cái này nó nặng được 6 lạng nha, 600 gram. Chiều dài của cái búa này nó dài rất là dài luôn. Cái này nó dài được 38,5 cm, 38,5 cm. Rồi bản búa là bản 2,5 cm và chiều dài thân búa là 13 cm nha.
Đây con này giá nó cũng là 300 ngàn luôn nha. Đó, mấy chú anh mua về làm nghề khỏi chê. Cán nó đẹp cực kỳ luôn. Đó, nó bằng sợi thủy tinh. Đó. Đây cái thương hiệu cái mộc của nhà đất Du lúc nào nó cũng có mộc trên này nè ha. Rồi. Rồi giá nó là 300 ngàn luôn nha. 300 ngàn cho mã số 24. Rồi em sẽ lên món size nha, 25. Là em lên một cái cưa. Một cái cưa gumboy giá 220 ngàn, lưỡi là lưỡi 2.4 nha. Đó, mở ra. Đó. Cái cây này nói chung là bãi, nói chung là nước màu nó hơi xuống thôi nhưng mà không mẻ một cái răng nào hết mà nó bén cực kỳ luôn. Mình cạo móng tay mình cảm nhận là mình biết là nếu mà mình vuốt như thế này là cái độ rít tay nó có nha. Đó, rít tay là có nha. Thấy không? Rít tay có, mình cạo móng tay mình cảm thấy nó xước tay hay là nó bén cực kỳ luôn. Đó, nó hơi xấu thôi nhưng mình mua về mình xài thì khỏi chê. Lưỡi lưỡi 2.4 nha. Tổng dài của nó là dài được khoảng 50 cm, dài 50 cm nha. Rồi giá nó là 220 ngàn trong một cái cây gumboy này. Đó, mấy chú mình mua gì mình xài khỏi chê, bén cực kỳ luôn, nó chỉ xuống nước màu mới gặp bãi mà cán nó đẹp cực kỳ đúng không. Đó. Đó, nhưng mà nằm bãi gặp nước nhiều quá nó xuống màu uổng ha. Rồi cây này giá nó là 220 ngàn, mã 25. 26 là em lên một cái cây kéo tỉa giá 150 ngàn, chữ đây bonsai tỉa nách, mình làm bonsai để bàn mini, mình đưa mình cắt lưỡi rinh nha, không mài gì hết, chỉ vệ sinh thôi. Đó, rồi cái này chiều dài của nó là nó dài được 17 cm nha, giá 150 nha, giá 150 ngàn, chữ nghĩa mộc đầy đủ, hai bên đóng chữ hết luôn nha. Rồi tiếp theo nữa là em lên mã số 27 là em lên một cái kéo tỉa đúc nha, lưỡi rinh luôn, lưỡi không mài dũa, xấy giùm anh tờ giấy em. Rồi để em test giấy cho mọi người xem nha. Rồi em test giấy cho mọi người xem nè, bén cực kỳ luôn nha. Đó, nó dính dầu kiểu mà bén cực kỳ luôn nha. Một cái kéo tỉa và khoa cái nước cao su này còn đẹp nha, không bị tét nhiều. Đó, một cái kéo tỉa lưỡi rinh luôn nha, lưỡi chưa mài dũa luôn, vệ sinh chà cước thôi. Rồi cái này dài của nó là nó dài được 18 cm nha, giá 250 ngàn cho mã số 27 nha. 28 lại là một cái kéo cành 250 ngàn, size nhỏ nha, cho nên là size nhỏ, lưỡi rinh luôn, size 18 cm luôn, lưỡi rinh luôn nha, lưỡi không mài dũa gì hết, chữ nghĩa đầy đủ nha. Khóa huyết đầy đủ hết, tay nắm nước da còn mượt không bị rỗ nha. Đó. Bé cực kỳ đúng không? Lưỡi là lưỡi rinh nha, lưỡi rinh đó. Rồi cây này giá 250 ngàn, size nhỏ nha, 250 ngàn cho mã số 28. Mình làm bonsai những cây vừa nhỏ, mình mua cây này về mình làm hợp lý nè, tại vì nó không to, mình cắt cành nhỏ thì mình mua những cây nhỏ này. Rồi giá nó 250 ngàn cho mã số 28. 29 là em lên một cái cây của Nhật luôn, dòng cao cấp hơn chút xíu, nó cao cấp hơn những dòng Okatsune nha, trắng đỏ nha. Đó, cây này nó đến từ thương hiệu là đây, Hypex của Nhật nha, chữ thủ công đóng này nè. Đó, dòng này nó cao cấp hơn những dòng trắng đỏ, tại vì nó cái cán của nó là nó đúc, nó làm bằng thép hai rời, nó tháo rời được luôn nha, mình có thể tháo ốc này ra và rút cái lưỡi này với cái miếng này rời được luôn, để sau này mình xài nó có mẻ hoặc là nó có ấm cùn đó. Đó, dầu không đâu, dầu các giấy dính với giấy là nó không ăn. Đây nè, bén cực kỳ luôn, lưỡi là lưỡi rinh không mài dũa luôn nha, đẹp cực kỳ hết. Đó, mọi người thấy không, cái ngoại hình của em nói chưa, khóa nằm đây nè. Đó, móc nó vô đây, bóp chặt nó vô nha, đẩy nó vô. Đó, rồi cây này chiều dài của nó là nó dài được khoảng 10, nó dài được 19 cm nha. Cây này lưỡi rinh, cây này cắt xuống lắm. Nói chung là những anh mấy chú nào mà mình bonsai mình làm những cái cây này mình cắt tán đồng
những dòng trắng trắng đỏ thì nó không bằng nó đâu. Thép của nó rất là ngon, thép mới giống như là thép kéo đất kéo đúc nguyên cây vậy. Thép của nó nhìn rất là chất lượng luôn, chữ nghệ đóng rất là đẹp nha. Rồi cái này giá là 300.000 nha, mã số 29. 30 là em lên một cái chùm móc, giá là 300.000 cho bộ chùm này. Nó gồm có là, để em đếm nha, 2 4 6 8 10 11 11 cái khóa nha, không tính cái này, không tính cái này, 11 cái khóa. Thì ở trên này là những cái bộ khóa để mình leo dây, leo cây đồ đó, hoặc là mình cạo cây đồ mình móc vô đây, mình móc nó vô rất là tiện dụng nha. Đó nè, đều là hàng Nhật ha, hàng chất lượng hết. Đó có một cái lớn hơn nè, cái này 10 ly nè. Đó. Rồi nó có những cái nhỏ hơn, 8 ly nè. Đó. Thì cái cây này nó có tất cả là 11 cái, có một cái này rất là hay luôn, nó có thể chỉnh con ốc này để cho nó không bung ra đúng không? Nó bán nguyên chùm luôn, không bán lẻ nha. Đó. Cái cá 11 cái nha. Rồi, giá nó là 300.000 nha. 300.000 bộ này. Đó, có cái này to nè. Đó, mua về để mình leo cây đồ đồ đó mình sử dụng an toàn nha. Nói chung là những cái thân nhôm này nó trọng lượng nó rất là nặng luôn, nó sử dụng được khoảng mấy trăm ký á. Lực kéo của nó ở trên này nó có ghi nè. Thấy không? 8 ly nhân 80 nè. Đó. Rồi, bộ này giá là 300.000 nha, cho mã số 30. 31 là em lên một cái eto độc lạ, giá là 1.600.000 một cái eto kẹp bàn. Thì cái này là mình có thể kẹp bàn, kẹp vô đây, chén qua đây nha, kẹp vô đây, xoay vô đây, giữ lại. Thì mình xoay lại rồi mình khóa nó lại nha. Đây khóa nó lóc lại nè, ấn nó xuống nó sẽ cứng lại, nó sẽ không xoay, là một cái. Thứ hai nữa là nó có thể xoay chuyển động cái đầu. Đây mình mở con ốc này ra là cái đầu này nè, nó sẽ xoay qua xoay lại. Giống như mình đang kẹp cố định với cái bàn đúng không? Thì mình chỉnh cái góc này cho nó xoay qua xoay lại cái đầu này. Rồi mình kiếm một cái góc nào đó mình lóc lại. Rồi mình khóa nó chặt này vô nha, thì cho nó không có xoay cái bàn. Rồi mình sử dụng. Đó, mở vô rất là ok nha. Đó. Phần ngàm qua đây, ngàm là ngàm rời nha, chứ không phải là ngàm đúc nguyên cây. Ngàm rời ha, rất đẹp luôn. Rồi. Để mở cái mát tối thiểu đó kèm khoảng như nha. Rồi, khoảng chừng cỡ này đi ha. Đó. 4 cm. Ngàm là ngàm 6 ngàm 6,5 nha. Ngàm 6,5. Đó, một cái eto. Đây mặt đe của này nè. Rất đẹp, hai dòng cúc tròn nha. Cúc tròn. Đó, hiếm nha, hồng dòng hiếm thấy nè. Đó. Rồi, cây này giá nó là 1.600.000 nha. 1.600.000 cho cái eto kẹp bàn. Bàn đế xoay và ngàm xoay luôn nha. Đó, nó hai dòng, ngàm đế xoay và ngàm xoay luôn. Rồi giá là 1.600.000 nha. Bánh chú mình mua sưu tầm, ok, về sơn lại không để gì chơi cũng được nha. Đó, rất đẹp luôn. Rồi. Mã số là 31, 32 là em lên một cái Venlix đế xoay. Cái này giá là 700.000 nha, 700.000. Đó. Để em dừng cái máy lại đó để em chỉnh lại cho nó đẹp hơn. Rồi, kệ cái ghế lên quay cho nó dễ hơn. Nó nặng quá mình cầm một ray mỗi. Đây là một cái eto đế xoay của nhà Venlix nha. Đó, Venlix đây, nhằm xoay cái này, mở chỉ cần mở cái con ốc này nè. Mở ra là mình có thể xoay. Thấy không? Xoay chuyển rất là linh hoạt luôn. Mình cố định này vô một cái gỗ hoặc một cái kệ gì đó mình xài. Rồi xài xong mình khóa lại cho nó khỏi xoay nha. Rồi, cái cây này chiều dài cái nhàm của nó là nó dài được 7,5 nha, 7,5. Đó, mở ra. Tại mình kê lên để mình có cái thế mình quay nó dễ hơn nha. Đó. Đây em mở mát tối thiểu của nó được nha. Đó. Thì cái độ mát của nó là mình mở ra mình có thể kẹp được 6 cm độ lại thôi nha. 6 cm độ lại thôi. Ngàm là ngàm rin luôn. Ngàm tháo rời nó có ốc nè. Đó, hai bên luôn nhưng mà ngàm rin nha. Đó nè, ngàm trong nè. Cây này em về chỉ vệ sinh dầu cũng chưa có chà rửa hết. Đó. Đó. Rất đẹp nha. Mặt đen quá đây nè. Ngàm để xoay. Cây này là size nhỏ hơn, cây này cây giá là 700.000, các bạn số 32 nha. Đó, nhẹ nhàng quay một tay lại vô đi nha. Đó, bị ngàm bóp lại ok hết nha. Đó, mọi người xem kỹ giùm em nha. Đó, ngàm rin. Đó, Venlix của Nhật nha. Rồi cây này giá là 700.000, mã số 32. 33 là em lên một cái to hơn, giá 900.000. Cái này lên Venlix to hơn. Cái ngàm của thằng này nó to hơn kia là nó 9 cm lận. 9 cm. Đó, Venlix nó cũng đế xoay đầy đủ như vậy luôn.
Đó, mấy cái đế xoay đầy đủ luôn nha. Đó nè, lóc lại thấy không? Xoay nè. Thấy không? Đó, xài xong khóa lại. Đó là nó sẽ cứng lại. Rồi, mở ra. Mở ra nhẹ nhàng nha, một ngón tay mình xoay ra ha, rất là nhẹ nhàng nè. Một ngón tay mình xoay rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Nhớ chưa? Rồi. Đó. Nhà mở tối thiểu được 6cm luôn. Bằng cái kia, nhưng mà cái nhà nó lớn hơn thôi. Bằng cái kia luôn, mà cái nhà nó lớn hơn thôi nha. Phần nhà rất đẹp luôn. Nhà đẹp nha, nhà rời, nhà đẹp nha, nhà rinh luôn. Không có giặt nát nhiều lắm đâu. Nó đẹp cực kỳ luôn. Đó, một cái ven lít luôn. Đế xoay. Mua gì mình làm nghề, mình làm rất là tiện dụng nha. Cái này là cái dòng to hơn. Thì đó, nó có hai loại. Loại này là 900.000 nha, mã số 33. Rồi, tiếp theo mã 34 là em lên một cái thùng đồ nghề. Đây, mọi người cần thùng đồ nghề, có thùng đồ nghề cho mọi người luôn nha. Đây, một cái thùng đồ nghề. Khoan để em chỉnh cái máy lên xíu đã. Rồi, em sẽ lên một cái thùng đồ nghề, mã số 34, giá 350 nha. Thương hiệu Toyo. Đó, thì cái ngoại hình của thùng em nó là như thế này nè, đó. Nghe không, mà đáy nè, không lũ mục nha. Đó, không có lũ mục gì hết, bao cho mọi người luôn. Đó. Đấy, mọi người thích gì về lấy sơn, lướt sơn là đẹp thôi. Đó, nó hơi bị cứng lâm tâm chỗ này xíu thôi, nhưng mà không có nhầm nhò gì nha. Mình đồ nghề mà. Mở ra. Thì nó gồm có là một cái khay như thế này. Đó, một cái khay. Đó, ở trong này nó sẽ có những cái lá ngăn để mình bỏ những cái đầu tiếp. Ở bên này nó sẽ có hai lá ngăn để mình chia ra những cái rãnh này để mình bỏ những cái ốc tán vô nó khỏi lộn nha. Ở bên này mình có thể bỏ những cái búa hoặc là những cái mổ lết. Ha. Rồi, về mặt đáy của nó. Đây, em sẽ cho mọi người thấy xem không có lủng mục gì hết nha. Nó rất là đẹp luôn nha. Đó. Đó, bỏ vô đây nha. Chìa khóa rồi mình bỏ vô đây. Còn đồ nghề mình nhỏ nhỏ mình bỏ đây ha. Rất là tiện dụng luôn. Gấp lại. Khóa lại, hai khóa đều khóa được hết nha. Đó, mấy anh chú này có ổ khóa anh bấm vô đây cũng được nha. Nó có lỗi nên sợ bấm ổ khóa. Thì cái cây này, cái thùng này nó chiều dài của nó là nó dài được 46 nha. Chiều dài được 46. Chiều đứng lên của nó phải được 17 nha. Chiều dài 46, chiều đứng lên 17. Và chiều ngang là 18 nha. Chiều ngang là 18. Rồi giá nó là 350.000 là mã cuối cùng nha. Đó, mình đi mình bỏ xe máy mình xách rất là tiện dụng. Tại xe tôi xách bằng kim loại luôn. Đó, mình bỏ xe máy mình ràng, mình chở đồ, nghề mình đi làm công trình đồ rất là ok ha. Rồi, bài mã cuối cùng là mã số 34, giá nó là 350.000. Thì các chú, các bác nào mà cứ ưng mã nào thì cứ alo trực tiếp cho em hai số điện thoại trên này nha. Rồi, em chúc cho mọi người. Rồi, kính chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.